Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, đến nay bãi xử lý rác thải huyện Cát Tiên đã bị quá tải và gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương. Mặc dù ngành chức năng, trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện đã tập trung nhiều giải pháp thu gom, đào hố, chôn lấp, tuy nhiên do lượng rác thải sinh hoạt sản xuất quá lớn đã gây ra tình trạng quá tải. Được biết, huyện Cát Tiên hiện có 10 xã và 1 thị trấn, bình quân mỗi ngày có trên 10 tấn rác thải sinh hoạt thải ra môi trường. Tình trạng quá tải của bãi xử lý rác thải huyện Cát Tiên đòi hỏi ngành chức năng của tỉnh cần sớm hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng bãi xử lý rác mới nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, cuộc sống của người dân. Hàng với 184 doanh nghiệp, trong đó có 58 gian hàng của 12 doanh nghiệp nước ngoài tham gia triển lãm. Trong hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên đã có 25 dự án của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Tây Nguyên với tổng vốn đăng ký gần 88.000 tỷ đồng.